Tôi giờ đây rất thích vuốt tóc, phải nói là tôi chưa bao giờ có cái mái tóc nó đẹp như này, mặc dù bây giờ nó đã muối tiêu rồi. Phải nói là cách đây vài tháng ấy thì nó còn trắng hơn rất là nhiều nhá. Tóc mai của tôi là trắng xóa luôn thì bây giờ nó đang đen trở lại rồi, nhưng mà phải nói là cái sợi tóc ấy, cái tạo hình của tóc rất là đẹp, cái sợi tóc rất là tơi, rất là khỏe, và phải nói là nó rất là dai chắc, cực kỳ dai chắc, nó phải nói là rất là thích luôn. Kể cả trong tuổi thanh niên tôi chưa bao giờ có một cái tạo hình tóc đẹp như này, với một cái mái tóc nó khỏe như này. Thực sự dùng nhân sâm Canada đấy, thì tất nhiên tôi dùng nhân sâm vì các vấn đề về sức khỏe, vì muốn thay đổi cơ thể mình từ bên trong, nhưng mà cái dung mạo bên ngoài nó cũng thay đổi, phải nói là cực kỳ đã luôn nhá. Cái mái tóc của tôi thì tôi thích lắm, mỗi ngày tôi đều xoay gương và tôi xem có sợi nào nó đen lại không đấy. Chẳng như cái chỗ này thì trước đây ấy, số sợi đen rất là ít thì bây giờ bắt đầu là đen nhiều hơn rồi. Phải nói là càng ngày tôi càng thích, tôi chờ đợi những cái sợi tóc đen nó xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà phải nói là cái hay nhất ấy, là gì, cái tạo hình của mái tóc cũng như là cái độ bóng, độ khỏe của mái tóc. Cái này mà những cái bạn trẻ thanh niên ấy, những cái bạn mà 20 30 tuổi mà chúng ta uống nhân sâm vào đấy, thì cái tóc, cái da của các bạn đẹp như nào. Trong công ty tôi có những cái bạn nữ tóc bạn ấy phải nói là như minh tinh Hàn Quốc, mà tôi hỏi thì bạn ấy bảo em chả mất đồng nào cả, chỉ có dầu uống sâm thôi anh ạ. Đấy, và phải nói là các bạn nhìn tôi đây nhá, da tôi bị viêm da cơ địa này, những cái chỗ này nó tôi đã bôi thuốc hàng ngày, bôi độ thuốc hàng ngày mà nó cũng không 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 phải dứt được, nhưng mà những chỗ khác phải nó sáng bóng lên. Và tôi thì các bạn biết là tôi dạng 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 võ phu không dám nói, nhưng mà dân tập luyện mà không có chuyện là dùng mỹ phẩm đâu nhá. Bây giờ cái việc duy nhất của tôi ấy là chỉ chờ chờ cho nó đen trở lại đấy. Năm nay tôi 45 46 tuổi rồi, có lẽ nó là một cái sự mong đợi nó hơi thái quá thôi, nhưng mà ít nhất là gì, ít nhất là nhân sâm đã dừng ngay cái sự lão hóa trên cơ thể tôi rồi, đúng không? Nó không bạc đi nữa mà nó đen trở lại rồi, rõ ràng là nó đảm được lão hóa rồi gì nữa, thì cứ đảo cố một tí nữa là tóc tôi sẽ đen lại được. Và tôi thực sự tôi chờ đợi từ ngày một. Tôi nghe có những người là lớn tuổi hơn tôi năm mấy sáu mấy tóc vẫn có thể đen lại được, thì tại sao tôi lại không, đúng không? Và cái sự thay đổi này nó thực sự nó đang diễn ra rồi, chứ không phải là nó chưa diễn ra, nó không diễn ra, đúng không? Tóc tôi rõ ràng đã đen hơn so với những tháng trước đây rồi, thì tại sao nó lại không đen toàn bộ lại, đúng không? Thực sự là tôi rất là thích ngắm mái tóc của mình, mặc dù tôi không phải là một cái người mà thích chải chuốt hoặc là ăn diện đâu, nhưng mà phải nói là nó giống như là một cái sự tái sinh thực sự. Và tôi hàng ngày tôi đều dõi theo cái hành trình của mình, hành trình tái sinh cùng với nhân sâm Canada, và nó là một cái thú vui, không phải là tao nhã đâu, nhưng mà rất là vui, một cái niềm vui mỗi ngày của riêng tôi thôi.